Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết các rủi ro có nguy cơ làm giảm nhu cầu dầu trong mùa hè là một trong những nguyên nhân khiến các nước trong và ngoài OPEC, OPEC cộng đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng bất ngờ hồi đầu tháng 4, dù tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023. Trong báo cáo hàng tháng được công bố ngày 13 tháng 4, OPEC cho biết lượng dầu dự trữ đang rất cao và tăng trưởng toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức Lượng dầu thương mại dự trữ của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đang tăng lên trong những tháng gần đây và cung cầu đã không còn cân bằng như cùng kỳ một năm trước. OPEC cũng cho rằng xu hướng tăng nhu cầu theo mùa như thường lệ của Mỹ có thể bị ảnh hưởng nếu việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép khiến kinh tế suy yếu. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19 khắt khe vẫn chưa thể thúc đẩy lượng dầu thô đầu vào cho quá trình lọc dầu ngoài ra opec cũng đề cập đến một loạt các thách thức tiềm tàng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu như lạm phát cao xu hướng thắt chặt tiền tệ sự ổn định của các thị trường tài chính và các mức nợ cao của cả khu vực cá nhân doanh nghiệp và nợ công